Hoạt động giao thông đường bộ là một trong các hoạt động chính của con người để tạo ra của cải vật chất cũng như nhu cầu, quyền và nghĩa vụ của công dân. Tuy nhiên, các phương tiện giao thông như xe máy, xe ô tô phải được kiểm tra chặt chẽ để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, tránh những rủi ro đáng có. Vậy trong trường hợp nào thì sang tên xe phải đăng kiểm? Sang tên xe có phải đăng kiểm lại hay không? Và các vấn đề này sẽ được ICC Group giải đáp trong các nội dung cơ bản dưới đây. Thông thường, việc đăng kiểm xe là thủ tục hành chính, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường áp dụng với những loại xe sau đây. Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn. Xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn. Và các loại xe ô tô chuyên dùng. Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông từ 7 đến 20 tấn. Xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông đến 20 tấn và các loại máy kéo. Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 2 tấn đến 7 tấn. Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông đến 2 tấn. Máy kéo, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe ô tô chở người trên 40 ghế kể cả lái xe, xe buýt, xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế kể cả lái xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế kể cả lái xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương, xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe 4 bánh có gắn động cơ. Giấy chứng nhận cấp cho xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi, không bao gồm xe cứu thương. Theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, chủ xe không phải làm bất cứ thủ tục nào thay đổi về hồ sơ đăng kiểm. Trường hợp giấy chứng nhận đăng kiểm của xe còn thời hạn, phương tiện tiếp tục được lưu thông. Sau khi sang tên đổi chủ, biển số xe thay đổi, dù thông tin trên giấy tờ đăng kiểm không khớp với đăng ký xe nhưng vẫn còn giá trị sử dụng. Chỉ trường hợp giấy đăng kiểm hết hạn mới buộc phải đưa xe đến kiểm định. Nếu xe quá hạn đăng kiểm mà xe vẫn lưu thông mới bị xử phạt. Do đó, trong việc sang tên xe, vẫn tiến hành đăng kiểm nếu như giấy đăng kiểm hết hạn, vẫn còn hạn thì vẫn tiếp tục sử dụng bình thường. Tuy nhiên, để an toàn hơn thì chủ xe được quyền đưa xe đến kiểm định trước khi đến hạn và các trung tâm đăng kiểm phải tiếp nhận kiểm định. Phương tiện đạt yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp chứng nhận đăng kiểm mới, thời hạn chu kỳ mới tính từ ngày cấp giấy chứng nhận kiểm định. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.